Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đã khiến những ngày hè nóng bức ở nước ta trở thành nỗi ám ảnh, đặc biệt với những ngôi nhà trong đô thị vốn hạn chế về diện tích, thiếu thông thoáng hay những ngôi nhà hướng Tây. Việc ứng dụng các công nghệ mới tạo ra các vật liệu thông minh, trong đó có thanh lam tôn, được xem là giải pháp giảm nóng bức, thẩm mỹ cao, thân thiện với môi trường, được nhiều khách hàng lựa chọn. Ghi nhận của nhóm phóng viên Tiêu dùng thông minh. Vào những ngày hè, căn nhà có mặt tiền 150m² hướng Tây của gia đình anh Doanh lại phải hứng chịu những cái nắng gay gắt gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Các phương pháp giải quyết như dùng bạt che nắng, lưới chống nóng đã được gia đình anh áp dụng nhưng kết quả vẫn không khả quan. Nếu mà mình tính cả sơn và lắp đặt thì nó nếu mà tổng giá mặt bằng cái mặt tiền của mình thì có tổng trên tổng 27-28 triệu mỗi lần mà làm. Đấy. Nhưng mà nó cũng chỉ không vượt quá 5-6 tháng. Nó tự phá. Nóng thì nó cũng chỉ được 4-5 tháng, sau nó cũng tự dụng cái sản phẩm thay thế bằng cái bạt này, cứ tưởng là bền nhưng nó lại bị hấp nhiệt. Lúc đầu thì nó rất là mát nhưng mà thời gian mà buổi trưa nó nóng, bắt đầu nó hấp nhiệt thì nó tạo cái độ nóng cao hơn so với cái chưa từng bạt. Xong mà cũng chỉ gặp nếu mà thời tiết mà gặp mưa cũng chỉ 4-5 tháng. Nhiều tháng trở lại đây, sau khi tìm hiểu và được người thân giới thiệu sản phẩm thanh lam chắn nắng và quyết định đưa vào sử dụng, gia đình anh Doanh đã gạt bỏ được nỗi lo nắng nóng. Bởi thứ nhất, trước khi làm và sau khi làm thì nhiệt độ trong nhà nó giảm xuống đến 8%. Thứ hai là cái giá thành điện trên hóa đơn. Trước đây nó toàn 2 triệu, 2,5 triệu, nhưng xuống bây giờ nó chỉ còn 6-7% trên một tháng. Gia đình anh Doanh là một trong rất nhiều khách hàng đã sử dụng sản phẩm thanh lam tôn chống nắng của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư thương mại tổng hợp, có tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn MTV quảng cáo và nội thất tổng hợp. Thanh lam tôn với dạng thanh dài, hai mép được uốn theo các hình dạng, chiều dài và độ dày của thanh cũng khác nhau tùy vào nhu cầu của khách hàng. Được biết đến là vật liệu sử dụng trong thi công trang trí nội, ngoại thất và bảng, biển quảng cáo. Với kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, nội thất, trang trí, đội ngũ nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư thương mại tổng hợp đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường biển quảng cáo, đồng thời trở thành đơn vị tiên phong, dẫn đầu đưa giải pháp thanh lam tôn chống nóng vào các công trình kiến trúc xây dựng. Hiện nay trên thế giới thì cái sản phẩm lam tôn cũng được sử dụng rộng rãi, nhưng phần lớn ở nước ta thì ứng dụng của nó thì mới chỉ qua lĩnh vực biển bảng quảng cáo. Còn lại thì những cái áp dụng vào kiến trúc cũng như nội thất nó chưa được phổ biến cho lắm. Trên thị trường hiện nay thì đối với các vật liệu như aluminium và những vật liệu tương tự có bề mặt phẳng thì có tính chất là cản gió, không thể nhìn qua được, thì lam tôn, những thanh lam tôn là giải quyết một phần về việc thoáng gió và thoáng view. Ở những nước nhiệt đới có số giờ nắng nhiều trong năm như Việt Nam, thì thanh lam tôn được xem như một giải pháp thân thiện với thiên nhiên nhờ tính năng giảm bức xạ nhiệt chiếu vào công trình, giúp nhiệt độ môi trường bên trong luôn thấp hơn bên ngoài từ 5 độ C, đảm bảo được lượng gió lưu thông, tạo sự thoáng mát, dễ chịu. Trong khi thanh lam nhôm, thanh lam gỗ hay thanh lam bê tông có giá thành quá cao, tuổi thọ thấp, do dễ bị ẩm mốc, cong vênh do thời tiết hay tải trọng lớn, gây khó khăn trong quá trình thi công, thì thanh lam tôn với lớp màu tráng phủ tĩnh điện được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nguyên vật liệu tôn màu cao cấp được nhập khẩu, chuyển giao công nghệ từ đối tác uy tín nước ngoài, lại có độ bền cao, thách thức những tác động của thời tiết. Bên cạnh đó, trọng lượng của thanh lam tôn chống nắng nhẹ hơn nhiều, giúp quá trình vận chuyển, lắp đặt và thi công nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm được khoản chi phí không cần thiết cho chủ đầu tư. Mình đã hợp tác với bên tổng hợp được khoảng 5 năm rồi. Đó, và giới thiệu được khoảng rất nhiều công trình. Và thấy ưu điểm của sản phẩm của tấm ốp với cả nan này được cái là giá thành nó rất hợp lý và màu sắc đa dạng. Và thi công nó nhanh, chịu nước, chịu ẩm thì thoải mái, không bị là thời tiết nóng ẩm của mình ảnh hưởng nhiều.
Đó, với cả là sản phẩm ra là gần ưng ý luôn so với sản phẩm mẫu. Đấy, và khách hàng phản hồi rất là tốt. Luôn xem trọng uy tín, chất lượng sản phẩm và không ngừng đổi mới đã giúp công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư thương mại tổng hợp trở thành nhà sản xuất uy tín trong lĩnh vực thanh lam tôn chắn nắng. Điều này chính là phần thưởng cho sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của tập thể công ty trên con đường mang thanh lam tôn, mang sự tận tâm, hỗ trợ đến khách hàng trên giải đất hình chữ S Việt Nam.